Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Gabitmon. Mình sẽ nhận được 5 triệu token Rabbit nha bạn. Thì token Rabbit này đã list trên sàn Bankhead Exchange nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn có list cho mình link mô tả dưới video mình đăng tải chatbot rồi bạn. Rồi, các bạn bấm vào continue các bạn. Rồi các bạn lướt cấp xa để đi tiếp nè, 35. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho lên gấp nè các bạn. N này để bỏ bằng con các bạn. Bỏ con mua cái gen này đi. Rồi bạn bấm chọn sao các bạn. Rồi bạn mới đắp nó nè. Tiếp tục các bạn xuống tiếp bên seller nè. Chừng nào N nữa người ta. N nữa. Bỏ cái này đi. Rồi bạn bấm chọn sao các bạn. Rồi bạn mới đắp nó. Tiếp tục follow Twitter và retweet bot. Trên Twitter nó thì bạn theo dõi người ta bạn. Rồi bạn like nè. Các bạn tự quýt lên nè các bạn. Sau đó các bạn mới đắp lên các bạn. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè. Trên kênh YouTube này các bạn đăng ký nè các bạn. Sau đó các bạn mới đắp lên nè. Các bạn bấm vào submit đi tên. Rồi các bạn bấm vào. Nó có chọn chưa thì các bạn chọn rồi bạn bấm đón. Sau đó các bạn bấm đón tiếp tục. Tiếp tục bạn gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tờ Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào avatar của mình nè, nhấp vào mục hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép nè, liên kết nè. Đây là một đồng coi gác các bạn. Nhưng mình thấy nó cho mình nhiều quá nên mình làm các bạn. Các bạn gửi cho bot nè. Biết đâu sau này nó sẽ tăng giá các bạn. Tiếp tục các bạn submit đường link YouTube mình nha các bạn. Rồi thì kênh YouTube các bạn nhấp vào avatar của mình, nhấp vào kênh của bạn nha bạn. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm don. Nó có son kênh son chào tất cả các kênh này gấp nha các bạn. Son sao ngồi gấp kim nha bạn. Rồi các bạn bấm don. Sau đó bạn bấm set nè bạn. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ với BNB sở mắt trên bet 20 trên YouTube collect của các bạn. Rồi sau đó bấm vào xác tiết để cập nhật tài khoản mình nhiều quá. Ok mình đã nhận 5 triệu token Rabbitmon này các bạn. Các bạn lên dép chia sẻ cho bè và cái thằng để kiếm thêm token các bạn. Như video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.